Hai xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Starboy Gaming đây các bạn. Ok, và ngày hôm nay thì 500 anh em sinh viên đổi tụi mình đang có mặt tại cái khu nhà hoang trong thành phố San Andreas các bạn. Đó, thì tại sao ngày hôm nay tụi mình lại xuất hiện và có mặt ở đây? Đó chính là ngày hôm nay á, thì như các bạn cũng đã thấy, trời mưa thì sấm chớp đùng đùng các bạn ha. Mưa không ngớt luôn. Và tại sao có hiện tượng này các bạn? Đó chính là ngày hôm nay á, tụi mình phát hiện ra được một cái nhân vật siêu to khổng lồ nữa các bạn ạ. Và các bạn biết nhân vật siêu to khổng lồ này là ai không, mà đã tạo ra những cơn sấm chớp đùng đùng như vậy? Vâng thưa các bạn, và đó chính là nhân vật đang đứng ở bên kia kìa. Và nhân vật này, nhân vật nào mà tại sao lại tạo ra cái sấm chớp như thế này các bạn? Rất là kinh khủng đúng không? Nè, các bạn coi những cái đường sấm chớp này các bạn. Đó đó, các bạn thấy chưa? Đó, trời ơi. Các bạn thấy dữ dằn chưa? Ôi, quá ghê luôn các bạn ha. Đây, đây là 500 anh em siêu nhân đội đồ chuẩn của mình. Thì ngày hôm nay á, là mình sẽ chơi ngựa anh em siêu nhân kỵ sĩ các bạn ha. Ngựa anh em siêu nhân kỵ sĩ này thì cũng đã khá lâu rồi. Thì mình chưa có chơi anh ta với một cái gọi là quăng queo đâm xuống dưới như thế này. Còn đây á, là siêu nhân đỏ cơ động các bạn ha. Đó, đây cũng một cơ động ninja nè, hải tặc nè, rồi DK, thú dương. Thằng bên kia cũng là, đây trên đây là có thiên sứ nè các bạn, trên đây rất là nhiều ha. Trên đây là có thiên sứ bí mật nè, rồi siêu năng nè, chiến xa nè, gao nè, rồi vân vân và vân vân các bạn ha, rất là nhiều. Đó, ngày hôm nay á, thì mình sẽ cho tụi nó cầm súng nhắm các bạn. Đấy. Tại sao là súng nhắm mà không phải là AK? Tại vì thường thường á là tụi nó bắn AK nhìn rất là phế. Tụi bắn AK rất là phế, bắn không có trúng viên nào, không có chết thằng nào hết các bạn. Cho nên đó là ngày hôm nay mình chuyển qua, mình cho tụi nó xài súng nhắm thử coi làm sao. Đây nè. Ồ, các bạn thấy nó nhắm ghê không? Rất là ghê đó các bạn. Rồi. Và nhân vật này là nhân vật nào mà tại sao á, nó lại hả có những cái sấm chớp đùng 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 như thế này á? Thì bây giờ á, mình sẽ cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua bên đó luôn các bạn ạ. Đây, mình để cho mấy người anh em của mình vẫn còn núp ở đây đi. Tại vì á, mình sợ nó chạy lung tung ven trên là hả, cái thằng này nó phát hiện được là chết tụi mình luôn á. Đây, mình phải đi đường vòng các bạn ạ. Tại vì cái hướng nó nhìn là hướng nhìn qua bên kia, mà tụi mình thì tụi mình từ bên kia chạy qua nữa, cho nên đó là mình phải đường vòng cẩn thận các bạn, cẩn thận là trên hết. Cái thằng này đang làm gì ta? Ôi ôi, sấm chớp kìa. Ở đây có mấy cái cọc nữa các bạn không? Khi mà thủy triều nó rút xuống á thì mấy cái cọc này nó sẽ hiện lên ha. Và mình cũng không hiểu mấy cái cọc này là mấy cái cọc gì nữa. Cũng có thể là nó ngăn tàu bè có thể gọi là va chạm vào trong cái căn nhà này các bạn ha. Nhưng mà là căn nhà này là căn nhà gì thì mình không biết. Tại vì cái căn nhà này á là nó bỏ hoang từ lâu rồi. Đây nè các bạn, kiến đồ bể tùm lum tùm lá hết trơn á. Cửa sổ thì bị hả đóng gỗ lại luôn rồi. Căn nhà nào căn nhà bỏ hoang các bạn ha. Mình biết cái căn nhà gì chết liền luôn á. Để mình coi thử coi. The Boat, The Boat House. Có nghĩa là đây là một cái căn nhà về tàu thuyền các bạn. Về những chiếc cano á, những chiếc cano mini á. Nhưng mà cái chỗ này nó đã bị gọi là bỏ hoang rồi, không ai xài, không ai sử dụng nữa. Mình rất là cũ kỹ các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với nhân vật chính của mình. Đó chính là cái thằng siêu to khổng lồ ở bên kia. Này nó đang làm gì đây mình không biết nữa. Đây nè. Ui, mình đứng ở đây cho nó an toàn các bạn ha. Trời ơi, đừng có nói á, đây là hả ngựa đụng tho nha các bạn. Đúng rồi, tho kìa các bạn ơi. Ui, tho Uchon các bạn ạ. Đang làm cái gì đây?
Ơi, hình như đang đóng cái gì các bạn. Nhưng mà mình không thấy cây búa nó đâu hết trơn hết á. Trời ơi, thò siêu to khổng lồ. Các bạn có nhớ không? Cái thằng thò này là một vị thần các bạn ha. Một vị thần của gọi là thần Zeus. Một đứa con của thần Zeus mà nó cũng là thần luôn. Thì tất nhiên là con của thần thì nó cũng là thần luôn rồi đúng không các bạn? Chẳng lẽ con của thần thì nó là quỷ? Đó, đây nè. Thò này chính là thò chứ không có ai khác ngoài thằng này hết các bạn ạ. À. Đó. Và ngày hôm nay á thì cái thằng thò này đứng đây nó làm gì đây? Hình như cái động tác tay của nó mình thấy là nó đang cầm cái búa đóng 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 vô các bạn ha. Và chính những cái đóng này của nó đã làm cho sấm chớp ở xung quanh đây á nó đùng 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 luôn này các bạn. Mình không hiểu á, là nó làm như vậy để có mục đích gì hay không. Ok. Thor thì nó thuộc về thế giới siêu hùng Marvel các bạn ha. Và mình không biết á, là ngày hôm nay á, là nó qua đây nó có mục đích gì. Và nó hiền hay là nó tốt. Khoan khoan để mình kêu mấy người anh em siêu nhân đội trưởng của mình ở đây đã các bạn. Nếu mà mình nói chuyện với nó thì cũng hơi phiêu á. Ê. Thôi mấy người anh em kêu của mình sao tự nhiên bay nó mất tiêu đấy. Thôi nó bay luôn rồi các bạn. Nè bay nè bay nè bay nè các bạn thấy không. Ui. Nó đang bị bay các bạn ạ. Đây đây nè. What the hell. Trời ơi kìa. Đây là cái hiện tượng gì đấy? Hay là đứng gần cái thằng Thor này nó bị vậy? Ui. What the. Tôi nói chuyện thử coi. Ở bên kia có mấy thằng tội phạm kìa các bạn. Đó. Đây nó có mấy tội phạm đứng bên đây nè. Nhưng mà ngày hôm nay á là mình sẽ gọi là xử lý cái thằng thò bên kia trước các bạn ha. Để thử coi nó đang làm cái gì. Tại sao nó lại gọi sấm chớp ầm 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 ra như vậy. Đây. Hello anh thò. Đây mấy thằng lính của mình á đang gọi là canh chừng mấy tội phạm bên kia các bạn ha. Hello anh Thor. Chào mừng anh Thor đã đến với thành phố Sanaria này. Nhưng mà ngày hôm nay á là không biết á anh Thor có việc gì mà lại gọi sấm chớp ra nhiều tới như vậy vậy hả anh Thor? Ừ. Tao là một vị thần. Tao có quyền gọi sấm chớp ra lúc nào là quyền của tao. Mày là ai? Tại sao ngày hôm nay mày lại đến đây mà lại dám nói chuyện với tao như vậy? Thì tụi em là biệt đội siêu đội trưởng, là những người bảo vệ cái thành phố này. Và bất cứ chỗ nào á có nguy hiểm hoặc là những người siêu to khổng lồ giống như anh á thì tụi em phải có quyền qua đây để gọi là nói chuyện với anh, để xem thử á là nó có tiềm tàng cái mối nguy hiểm nào hay không. Cái gì? Mày coi tao là mối nguy hiểm hả? Vậy thì tao cũng nói cho mày biết luôn. Đó chính là ngày hôm nay á, tao xuất hiện ở thành phố Sanare này để tao muốn kêu một cái trận sấm chớp lớn nhất lịch sử. Mày có biết để làm cái gì không? Để khôi phục lại cái cây búa của tao. Cái cây búa của tao khi mà tao đang chiến đấu nó thì bị vỡ vụn ra và nó lại bị mất tích. Cho nên á, ngày hôm nay ở đây là một cái vùng hoang mạc. Tao muốn gọi sấm sét xuống để rèn lại cây búa của tao. Như vậy thì không được đâu anh Thor à. Nếu như á mà anh kêu một cái trận sấm sét lớn như vậy á xuống thành phố này á thì em e là cái thành phố này á nó sẽ không chịu nổi nhiệt đâu anh Thor à. Mong anh hãy suy nghĩ lại. Không suy nghĩ suy đắng gì hết. Mày chỉ là một thằng con cút ngay cho tao. Tao đang gần sắp xong cây búa của tao rồi. Nếu như mày không đi á, mày cũng sẽ chịu chung số phận với là cái thành phố này. Anh không được làm vậy thôi à. Ôi nó bỏ chạy kìa các bạn. Ôi nó bỏ chạy kìa anh em. Ôi ôi. Một vị tần siêu to khổng lồ như vậy á mà lại bỏ chạy kìa. What the hell. Có phải như vậy không trời? Tới nếu bỏ chạy vậy thì tốt, để tụi mình qua chơi mấy thằng tội phạm ở đây luôn các bạn ha. Ôi thôi vậy là tụi mình xử lý xong rồi hả? Dễ quá vậy.
Mà chơi mấy tội phạm này nè anh em. Mày hả mày? Cái biệt đội của mình tơi choàng súng nhắm không à? Hôm nay đụng là coi như nó xong phim rồi. Mày thử coi nó bắn chết nào không. Ờ súng nhắm mà đã bắn vậy thằng nào chịu nổi. Chưa móc lớp các bạn à. Mày mình chỉ bắn lén. Đâu rồi? Đây 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 đây. Mày bắn nó anh em, cho anh em xử lý hết á. Con thằng mà chơi có không được nó thôi rồi luôn á. Mấy cái trâu bò lắm các bạn à. Mày trời ơi, coi như là vậy là tụi mình xử lý xong con Thor rồi hả? Thôi dễ quá vậy. Quay quay quay, nó lại tấn công tụi mình kìa. À, trời 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 trời, tụi mình tưởng nó bỏ chạy rồi chứ. Ây da, anh em chơi đó anh em. Ôi ôi, một vị thường mà đánh một người thường dưới này thì sao chịu nổi. Trời ơi, gãy xương luôn rồi các bạn à. Sao anh em mà đứng nhìn không vậy? À, trời đó anh em. Bắn nó, đúng rồi, bắn nó, bắn nó. À, hồi hên quá, mình núp trong căn nhà các bạn ơi. Đây cái chân đó, cái chân đó nè, cái chân đó nè. Thôi có một vài người anh em của mình đã chết rồi. Ây da, trời ơi. Ây da, kiểu này không ổn rồi các bạn. Trời ơi, mình vừa mới chạy cửa sổ chứ bị nó quất rồi. Cái này chắc là mình phải nhờ thêm một người anh em siêu tân cống lộ đây để giúp đỡ tụi mình quá. Trời ơi, chết quá trời luôn rồi. Ôi má ơi, Thò cái bạn Thò tấn công tụi mình kìa. Đó rồi, anh em của mình đó hết trơn rồi. Trời ơi, chết như rạ luôn các bạn à. Ui, mình cũng chết luôn rồi các bạn ơi. Không biết á, một vị thần Thò như thế này á, thì ai có thể á, lại đây để chiến đấu với nó được các bạn. Vâng thưa các bạn, câu trả lời đó chính là Son Goku các bạn ha. Đây á cũng là một nhân vật hiền, cho nên á thì đã bị tụi mình thu phục sau khi đánh bại hả các bạn ha. Và ngày hôm nay á, chiến đấu với một vị thần thì sẽ có một vị thần khác, đó chính là Son Goku. Son Goku nó đã luyện tập trên gọi là trên thiên đàng với lại những vị thần, và nó được cắt một cái vòng trên đầu các bạn ha. Và cái vòng này có thể là giúp cho nó hả tránh được vô số những cái chấn thương khác nhau. Tại game này Son Goku đấu với Thor. Mày hả Thor? Này Thor với tao nè, Son Goku nó còn mạnh hơn Thor nữa các bạn ơi. Tại vì Thor đốt cái búa rồi. Ai da, đánh cũng đau quá vậy. Không nổi. Ở cái thằng dưới mình hai thằng này hả bằng nhau các bạn ha, không hơn nào nhỏ hơn nào hết á. Mày nè, mày nè, mất dạy nè, mất dạy tao nè, mất dạy hả mày. Té nè, té là cho mày chết. Mày hả mày, Thò hả mày. Trời ơi, nhanh gọn lẹ luôn các bạn ạ. Thò thì nó chỉ mạnh với lại những cái người gọi là người thường thôi. Còn á, đối với lại Son Goku á, thì Son Goku nó cũng chả khác gì một vị thần hết các bạn ha. Với lại á, thằng Thò nó cũng bị mất cây búa rồi, nó không còn cây búa nữa. Cho nên á là Son Goku nó có thể dễ dàng hạ được thằng Thò này. Trước khi á, nó gọi sấm chớp ra mà nó ghèn lại được cây búa nó thì
cái điều đó là không thể, có thể là rất là khó khăn khi mà đối đầu với nó các bạn ha. Rồi ok các bạn ha, và như vậy là người anh em Sumoku này đã giúp đỡ những người dân trong thành phố Sanre này có thể tiêu diệt được cái thần Thor, thần Thor điên các bạn, muốn gọi sấm chớp xuống để lập cái búa. Và video này của mình cũng sẽ xin tạm kết thúc tại đây, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu, ý kiến thì hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.